Em ơi làm anh nói mì ăn em ơi. Anh làm em làm cho bà đỡ cay dữ lắm, bà đợi ốp nghe đổ về chân khán giả ăn muốn khóc chảy nước mắt luôn á. Vợ làm rồi nói sáng người ta chưa có hàng tôi chưa ông ăn rồi, nên anh mới hàng trước cho rồi tối cũng vậy đó, anh lụm hộp nghe không, anh lụm cái mới hàng nghe không. Tao qua hỏi chị Nga vụ bán bánh mì chả rồi coi. Bà chỉ đi, bà hay lắm, bà từ thì anh qua anh hỏi anh qua anh hỏi chị Nga coi cách bán bánh mì. Em bây giờ anh hỏi em nè, em tính ra bánh mì và hôm nay nói với anh bánh mì với cái chả chiên đó, bây giờ anh mà muốn nói cho khán giả nghe kìa, bánh mì làm sao có chả làm sao nó ta nghe kìa, bà nói tôi hoài tôi đơn nghe giản chứ có gì đó, đâu. nói đi. Tôi mua cái bếp bếp nè, rồi cái người ta tôi mua cái bếp rồi xong rồi cái đe chiên hột gà, rồi mua pate, rồi dưa leo rồi đó. Hồi xưa em có bán không? Có biết mà, có gần lắm. Những ổ bán nhiêu tiền chị Nga? ví dụ pate 12.000, còn hột vịt thì 10.000. Bán dám lời không? Tại ông hủ sáng không ăn 6 ổ rồi. Ủa bán hột vịt hả? Hột gà. Bánh mì hột vịt hả? Có bán mì thịt không chị Nga? Bánh mì thịt hả? Biết làm đó Cái đó không biết. Vậy là ướp la thôi hả? Dạ. Chứ chả rồi thôi ha. Rồi chả tính lấy ở đâu? Lấy trong trong kia. Em có chỗ lấy ha. Lấy vô rồi chỗ lấy. Chỗ mối bình tây cho lựa thôi nhà. Mối ha. Bà có mối luôn trời. Trong kia đó là bà có mối rồi. Hồi trước chị đi làm ở đâu chị Nga? Dạ. Hồi trước chị đi làm ở đâu mà chị biết mấy đó? Hồi đó bán cũng bán giùm ta đó, bán giùm ta chứ. Bán mướn hay là bán giùm? Bán người ta có bán trả người tiền ta cho không? Tiền này chứ. Vậy là đi làm cho người ta rồi, chứ đâu bán giùm. Dạ. Rồi đó làm là ăn tiền tháng hay vậy? Ngày ngày ha, ngày nào trả ngày nấy ha. Rồi giờ làm là tính tháng hay tính ngày hả? Giờ chị làm là tính tháng hay tính ngày? Bà chủ không có nhiều tiền quá luôn rồi, bắt anh quá nữa, bà làm cái tiền cứ bị quá. Anh Hữu anh bán tiếp mà có trả lương anh không? Anh bán tiếp mà có trả tiền lương cho anh không? Anh bán tiếp em có trả tiền lương cho anh không? Hay trả tới anh trả cho trả trả bằng đêm luôn hả? Trả bằng đêm, trả lương bằng đêm hả? Trả lương bằng đêm cho bả. Rồi sáng ổng nó không ăn bánh mì vậy chị Nga có bán cho ổng có lấy tiền không? Không. Trời ơi, ăn 6 ổ mà không lấy tiền sao chịu nổi. Ổng mới sáng là phải làm 6 ổ mở hàng đó. Có chứ vợ làm ổ ăn. Sáng thì dẫn bà đi ăn rồi kia mình đổi món bà làm bánh mì ăn bà khỏi đi. Bà bán bánh mì vợ làm mình ăn luôn với bà luôn. Khỏi đi ăn cháo với bà. Cà phê trong tiệm 100 bán đó là đem ra 2 ly uống bánh mì phải làm sẵn cho ăn rồi ngồi tại chỗ. Vậy là chuyến này quyết định kinh doanh luôn hả anh Hữu? Kinh doanh đó, có ngồi kế bên và Hữu ngồi kế bên với bạn. Là mấy ngày nữa hai chồng hết đi chơi được rồi? Hết đi chơi rồi. Ở nhà bán không hả? Dạ. Thì nói anh em lại rủ đi chơi thì có ủng hộ số thì đi nữa. Ủng hộ hết số là được nha, mới đi nữa nha, rồi chịu ăn tiếp. Rồi bánh mì nữa hả? Bánh mì nữa, bánh mì anh em người làm ổn ổn hết đây là còn ta hết rồi nghe không? Ở đây còn mấy người làm bánh mì bán ngày nhiêu ổ anh Hữu? Cả 50 ổ à? À ủng hộ này hơi bị mệt à. Nga bán 50 ổ trở lại à? 40 ổ 50 ổ trở lại. Theo 50 ổ vậy rồi anh Hữu buổi sáng mà nó bụng đó là khai trương mấy ổ? 6 ổ rồi, được chưa mừng nha. Cắn gắn mừng là cắn gắn mừng, hai chồng ăn có 10 ổ được. Là chị Nga 4 ổ hả? Nga 4 ổ đó. Ăn sáng ăn chiều ăn trưa để dành cho ăn. Hết 14 ổ rồi. 4 ổ đó. Giỏi gì chị Nga? Còn 36 ổ bán cho YouTube hết luôn rồi. 36 hàng YouTube. Là ý là mình nên chị ăn hết 4 ổ mì luôn. Một ngày 4 ổ hết á. Ổ không hết. Chị nó không còn không lâu quá cho bả thôi. Chị mà ông ngủ nó quá chèn. Ổ không hết nè. Ổ không hết. Rồi sáng hai chồng mở hàng với số đúng không? Mình tính về cái chuyện sau này coi bán vé số là ước mơ mình ngày được nhiêu bánh mì theo cái sức mình ăn bữa bao nhiêu cho vợ bán mới đủ. Nó ngày đầu tiên thì bán 200 tờ thôi, mình từ từ mình bắt mối rồi mình giao tay em bảy 200 á, mình kiếm 500 tờ ngày tính nha. Mà mình có bắt mối được chưa thì mấy người bán chốt chung với Hữu nè, mình đã giá Hữu nghỉ thôi.
cho lại mỏng mỏng xíu mình lấy cái đầu tiên đi. Được. Nhưng mình lại giá số mình lại 500 đồng thôi. Cũng như thường tôi bán số nó lời 1000 mình hủ lại 500 thôi. Rồi ước mơ gì rồi giá số ha. Dạ ước mơ giá số. Bánh mì. Bánh mì thì cho ba bán ngày 50 ẩu. Đó. Thì bà tính ra cái tủ nước suối lạnh đó, đó mà mình nhờ người ta bán mình ra đâu có được cái tiệm đó. Mình nhờ người ta bán giá số rồi trong đó ta bán nước rồi một ngày không bán nước được. Tính để cái thùng nước bắn ai có khổ sở đi ngang là hủ cho luôn khuyến mãi cả đời luôn à, uống nước làm cả đời luôn từ thiện luôn nước suối nghe không có nước ngọt nha ai hoàn cảnh khó khăn lại á Nga Nga cho xin cái nước là Ngọc Nga đưa khỏi lấy tiền trong khi đó mình có kèm theo bánh mì luôn không kèm mì, luôn mì Ngọc Nga cho luôn miễn phí luôn miễn phí không Nga không giới thiệu vậy mà mất ta lợi ta lấy miễn phí không rồi sao chị Nga thấy ai khổ phải cho kiểu này chắc bán được 5 ngày rồi mất vốn bà đi về dọc đường nè bà gặp ai khổ khổ bắt có cho 2000 5000 quậy gì bà này sợ luôn ha hồi xưa chỉ khổ mà 2000 10000 rồi là lớn lắm xưa không? Ngày làm có 20-30 ngàn đó mà nuôi anh Hữu đó thì nhiều đó đói Hữu rồi đó khổ lắm ở trong nhà trọ mấy tháng trời gần 4 tháng đó bây giờ mới khui ra là chị Nga hồi đó là bà đi làm và nuôi anh Hữu chàng chị Nga chị tưởng đâu anh Hữu nuôi không chứ uống cà phê nữa bao nè uống nước mà dẫn đi ăn đi uống lo giờ mình trở thành idol rồi anh Hữu hồi đó giờ có nghĩ tới là một ngày nào đó mình trở thành idol không nữa đúng rồi trở thành idol chứ nuôi lại đó mà hồi đó anh Hữu có từng mơ gì không chưa hồi đó như là mình đi tính thứ ba cũng như mình diễn thôi mình không ngờ mình cứng rắn được giờ cái gì mình cũng nhờ mình thượng quân á với anh em cộng đồng mạng với trong nước và nước đó, ủng hộ Hữu với Ngọc Nga được ngày này chứ dễ gì được gì là nhà khán giả ủng hộ khán giả ủng hộ thương với hai nó có tiền mở quầy số nữa và có tiền cho vợ sanh đẻ nữa rồi là có dàn vợ theo nữa đủ thứ hết trơn thành idol cái là, dạ, là kinh tế phát kinh triển kinh tế nữa. Luôn mà nó còn Ngọc Nga đâu được gì đâu tay trắng luôn Ngọc Nga tay trắng luôn khán giả không được cái gì nữa và tới ngày là bả lên và chủ vé số rồi là bả có tiền sanh đẻ nữa giờ em thấy chỉ tròn tròn hơn cái ngày đầu mà mới gặp hai vợ chồng bà khỏe rồi bà nghe bà khỏi lo chủ đó đó chủ đó bà khỏi lo vụ tiền bạc xanh đẻ và anh em mình thằng quân nó cho bà phần với bà có vốn làm ăn nữa mấy anh em nhớ cặp đầu tiên gặp chị Nga là chị Nga chạy không à? Chạy không à nhé để cả gửi lại khán giả nghe sao gặp sao anh chạy kìa phải kiểu nào sợ gì nè quay gì vắng vắng với lại ví dụ ban ngày người ta lựa ban ngày còn nó giờ để chạy ngày điện thoại kêu vô đó vậy đó rồi tôi có cảm giác vậy đó cái từ ở trên đó tôi chạy về rồi cái vụ tôi hồi tôi chập nữa xong cái hồi tôi là đó tôi thấy nghi nữa tôi nghi nữa tôi giọt cái mặt nữa cự đây luôn nè nó thôi nghe tôi không có ấy à không làm gì không làm đi ấy là vậy ấy à không quay á bắt lý do sao mà chị gặp mấy anh em chị xài dữ vậy hả là chị hôm bữa là mà mấy anh em đẹp trai mà Minh Thiện đẹp trai mà bữa đó coi đâu năm người coi ai là em sợ nhất nói em nhìn mặt sợ nhất kiểu như là không phải trong lòng mình của mình á cũng như nó phập phồng vậy đó thì giống như là cái kiểu như bữa hôm đi chơi vậy đó là có cảm giác vậy đó tại tôi nhát hồi nào giờ tôi nhát lắm nhập ngược á sợ vậy đó nếu mà không có mấy anh em thì cái bữa đó thì chắc bữa nay cũng quay đâu chị sợ rồi sao hôm bữa anh Hữu ngủ chị vô bụi cái chị vô sao chị không sợ vậy là chắc thấy anh Hữu đẹp trai rồi còn này chú à, yếu hỏi thiệt mà sao bữa anh Hữu ngủ chị không sợ hả sao bữa anh Hữu ngủ chị không sợ cái đó là cái kiểu đi bán là bằng ngày rồi bằng ngày ha dạ là mà quen mũi, quen biết trước ha mũi không sợ sao không sợ vậy mũi không sao không sợ rồi hôm bữa gặp mấy anh em người ta quay người ta giúp đỡ mà chạy còn hôm bữa cái bữa đầu tiên ông ngủ chị sao mà chị không sợ ông nói sao đâu kể nha mới đầu hay gì hay là lần đầu tiên luôn đi chơi ha lần đầu tiên vô bụi luôn á ngủ vô bụi á cái kiểu cũng như vậy nè như nơi bằng ngày là nhà ồn ào quá nơi ngủ không ngoài cho nó vắng vắng đừng cho nó khỏe một chút vắng vắng đi bán đi bán một chút rồi nghỉ ngơi vậy đó rồi kế vô đó là thấy sao đông giờ đó cũng đông lắm tại vì dắt giờ này nè đông ngự đó thôi mắc cỡ rồi đi ra đó vô đâu mà mắc cỡ thì vô trong cái bụi á không có người ta mà ai nhờ tao giờ đó thì giờ đó đông lắm có cặp trống nhóc hả không có
mấy đứa nít đó thì ra mấy đứa nít nó vòng vòng kìa nít nhiều lắm anh Hữu, nó trong đó làm gì đó. Lúc đó là những này là còn là bữa đó giờ mình vô cổng mình chơi nhà trời hay gì mình còn nữ bông hay gì trời, còn nữ như chắc nghĩ là như chị em mà à ta nghĩ vậy thôi, nó cười cười mà không biết nó biết là ông này là vậy chưa. Thì mình không biết, nó nhìn nó cười, nó nhìn từ xa vậy nè, ông nhìn ví dụ đằng đẵng vậy đó, nó nhìn lại sao lựa cái chỗ nào cho nó kín kín chàng vô bụi vậy rồi ta à đừng... Vậy là anh Hữu là nói hai chị em mình vô đây nghỉ trưa rồi chút xíu rồi đi bán tiếp chứ gì. Anh Hữu ngồi sát cho vợ anh Hữu không có vô đó, xong rồi cái vài ngày được vài ngày rồi thôi bye bye à. Ngày, bye bye. Sao bye bye thấy cũng như đông quá vậy đó. Là vô trong đó được mấy ngày? Dạ mấy lần vô trong bụi đó, mấy lần được mấy ngày, mấy lần vậy là cái bụi rồi, mấy lần sao là đi đâu là lần đầu tiên ai mà ngủ vô cái bụi rồi được vậy? Một lần là thuê ấy đó là được mấy chục ngàn nữa rồi đó. Vậy hả, được có một lần vô ấy thôi được thuê được 60 ngàn khơi vô thuê tốn mấy chục ngàn. Vô có lần một à, lần một vô đó khơi khơi tốn mấy chục ngàn trong lăng á, vô trong lăng vô trong lăng vô trong lăng trời ơi, vậy là lần đầu tiên là vô được có một lần mà núp, vô núp một cái rồi đi ra. Ê, bà nghe anh nói chuyện đọc là vô núp. Ê, vậy nha, vô nó im không ở trong bụi không? Im. Im hả? Nó chống nắng hay gì? Quạt gió này kia. À, gió ở ngoài mũi, mũi. Rồi, làm sao ngủ vô chống nắng nữa? Tính á, là vô đó cũng nhìn nhiều thêm tiếng hồ á. Ta tính mấy chục ngàn đó, còn ta đi chơi tiếng đồng hồ có hai đứa luôn, có mấy ngàn à đi chơi vô trên kia có mấy ngàn à không? Còn vô đó tiếng đồng hồ mà tiếng rưỡi mà chứ là tiết kiệm, tại vì mình bán chứ số vốn không có nhiều đó, tiết kiệm vô bụi thì tốn có hai ly nước cho nhiều. Là cái vụ vô bụi là ai bàn trước vậy? Ai bàn cái vụ đó tiết kiệm trước, ai bàn mà vô bụi là tiết kiệm, ai bàn với ai chị hay là anh? Cái kiểu như thí dụ buồn buồn người ngủ đi chơi vậy đó, đi khám phá vậy đó chứ đâu có ai. À, vậy là vô trong bụi để khám phá nha. Là ai khám ai phá. Ai là người anh Hữu này? Anh Hữu này cái trò chơi đó. Anh Hữu là người bài đầu trò chơi hay gì nè. Phải không? Nè, chơi mẫu nè. Rồi hai người vô bụi gì có khi nào mấy đứa nhỏ mà nó gình dữ lắm không? Không phải, bữa đó cũng thấy mấy đứa ngoài nó cừ cừ nhưng không biết nó biết chưa, mình nhắc, không biết. Nhắc đó mình có chơi nhà trò chưa? Vậy. Em tính vô mau lắm. Cái niệm còn trống. Cái niệm còn trống á. Rồi cái niệm còn trống á. Còn. Còn để cái niệm trong bụi luôn. Cái niệm ta bỏ ngoài đống rác rồi ngủ mới. À vậy là mình làm cái bụi đó thành nhà trò luôn rồi. Như dẹt đi để cái niệm cho nó nằm xuống á. À, cái bài hát mà túp liều lý tưởng là có thiệt nha. Niệm ta bỏ ra hơn rồi đó. Đâu hát cái bài túp liều lý tưởng luôn coi. Không được bằng đó. Bây giờ nói nè, chị nha. Có nằm niệm luôn hả? Niệm tôi bỏ. Ơi, cái đó thấy gớm chết luôn, kêu bỏ ra đi. Chị cái này rồi nằm đó rồi trong đó là lâu không? Không chưa. Cái đó tại vì nó cũ rồi. Gì à? Rồi trong khi nằm trong bụi đó rồi có bực bội hơn ở trong đi chống nắng không? Có mũi á. Ê, chịu cũng đầu tư hết anh Hữu. Mình đi bán vé số ngày đâu có nhiêu mà đầu tư vô chống nắng 50 ngàn. Có tiếc không? Có tiếc không chị Nga? Ha? Có tiếc tiền đó không? Thì lã rồi, tiếc gì vậy? Cái dắt đó là cái nguồn thu nhập của ai, của chị hay là do anh Hữu? Ha? Cái đó là bán vé số là chị nuôi anh Hữu hay là hai người luôn? Cho có hai người bán chung mày, nó có hai người bán chung mày. Ở nhau rồi, vợ chồng rồi. Sao mà không đi về nhà mẹ luôn đi? Tại tao mới nói bà này mà hứng bên nó thôi vô nhà trọ luôn rồi. Bà hứng đó. Bà ngủ hả? Thường thường là bà ngủ hả? Hai người đồng ý hết. Mà đầu tiên là bà ngủ hả? Ờ, bà ngủ. Chị Nga sao chị vô đó thử là cảm giác cho nó mát hay gì chị Nga? Chị kể cho em nghe coi, sao mình lòi vô đó chị? Thì thấy đây ngủ nè, đâu thử làm sao vậy đó, vô thử rồi nó rồi sao là từ hồi đó giờ là không có vô nhà nghỉ hả? Rồi vô thấy cảm giác sao nhà nghỉ sao được không? Thì vô tốn mấy chục ngàn vậy đó ra hả? Mệt không? Gì có mệt không? Khỏe. Ở ngoài mệt hơn ha, ở trong có mặt gió đó. Ê, ở ngoài là nó đực nổi hả chị Nga? Dạ.
thì mũi cắn nữa. Rồi vô trong đó là chị cảm giác coi như thế nào, nó khỏe hơn ở ngoài, tốn tiền nó ok hơn à? Dạ. Rồi vô trong đó rồi anh Hữu ổng có ra rồi anh có mệt gì không? Không. Phải ghê hả? À anh Hữu sức mạnh lắm. Sức mạnh lắm ha. Sức mạnh phi thường. Như vậy đó là nghe anh Hữu nói là cấp đầu cũng vậy mà, cũng đi vô nhà đó, nhà nghỉ hoài luôn mà, nhưng mà sau này thì hai người đó, mình tiết kiệm tiền. Mới đầu thì đây bao nè. Bao hả? Ở đây có tiền nè. Cấp sao vậy, bao sao chị nha. Vậy thì bao tốn tiền này kêu lo nè, vô đó đó. Rồi cấp đầu là ổng ra lăng lắm hả? Dạ. Cấp đầu là ổng nói ổng có tiền là lo cho chị hay sao? Mới đầu một sắp gì nè. Ôi ghê. Mai đi bán ra là móc ra là nhiêu đây nè. Tiền hả? Đổi rồi cho đổi đó, cho đổi đâm thấu luôn đó. Tiền giấy 500 hay sao? Lúc đó là giấy 10.000, 20.000, 50.000. Nhiều lắm. Ừ, nghe gọi gì đó hả? Tiền đó ở đâu hả? Đừng. Tiền nó dành dụm hay tiền sao? Tiền dành dụm mấy năm ra. Rồi cái lấy ra luôn hả? Lấy ra cho ba đổi thì ba thối cho người ta. Ba tiền nãy cho ba thối tiền ra. Cấp đầu là thấy Hữu về tiền dữ lắm hả chị nha? Dạ. Yeah. Tưởng đâu là dân đại gia phải không? Hả? Chị nghĩ con cấp đầu giống đại gia không? Thì chừng mấy triệu chứ gì? Đâu có tiền hả? Tiền vậy là chị nói nhiều rồi. Vốn trăm mấy vé hả? Trăm mấy vé. Rồi từ mua đồ ăn nữa. Rồi từ cái cấp gặp chị Nga đó là anh Hữu là có tiền hả? Có tiền lúc đó làm được. Rồi sao về hai vợ chồng về một thời gian sau nè, rồi là nghe nói mình cũng khó khăn lắm là như thế nào? Hỏi tiền cho người ta hỏi nè, tâm trả nè. Cho người ta hỏi người ta không trả hả? Ừ, hết tiền luôn. Về luôn. Giờ thì trắng tay luôn, hai chồng không có tiền, ở vợ chồng mấy tháng chạy chịu đựng. Đợi đợi ta để trả tiền, lấy số bán đó mà tính lại nó được. Chắc là chị Nga chắc cũng buồn lắm ha, hai chồng ha. Cũng có tiền chứ không có mà chị gặp rồi mình giúp cho người ta mượn đó. Giúp cho người ta mượn đó anh em. Anh em ta không trả thứ lần nó lựa hoài. Rồi giờ bà này bà dặn nói thôi ông ở nhà ông ăn hoài, tôi bỏ ông luôn, ông lãnh số đi rồi tôi chờ quay lại. Ngủ lấy số quay lại ở. Chị Nga nói sao chị Nga? Nói là ví dụ giờ thôi đi, chừng nào ông bán số lại đi, rồi ha gặp tôi. Yeah. Mà hai người sống chung chứ sao chị ơi nói vậy chị Nga nữa. Ở riêng anh ở lúc đó ở riêng mà tôi thuê ở dưới thuê dưới kia. Chị thuê hả? Chị thuê là hai người ở mà ở riêng hay là ở chung trọ? Riêng. Sao kỳ trời tối ngủ thì sao? Mới lúc đó mới chưa, lúc đó bạn bè uống cà phê hà. Chắc đó ông vô ổng cũng như bạn vậy thôi. Chắc đó là ổng nắm tay chị vô nhà trọ chưa? Ha? Chắc đó ông dẫn vô nhà trọ chưa? Vô bụi lùm chưa? Thì lúc đó thì ở rồi. Dẫn vô bụi lùm rồi hả? Dạ. Yeah. Rồi. Theo mà thấy anh Hữu nè, với vợ anh Hữu thấy cũng có một cái, nói chung là nhiều một cái cảnh mà khó khăn lắm hả anh Hữu? Dạ. Cấp đầu đến với nhau đó thì có tiền, sao từ từ cái khó khăn. À, dạ. Lúc mà bán lại là tiền ở đâu mà? Mà trả anh đó. Trả lại đâu? Ủa, ta trả lại. Trả được chữ mấy rồi lấy số với bà. Tại Hữu cho mượn đó, mình có hứa mấy tháng trời rồi. Bà này bà quạo bà nói sao mà nó dắt quá láo bà hoài mà không thấy tiền bán số. Có hứa bà lấy số bán mà không bán, bà nói khi nào lấy số vậy đi tôi quay về ở với ông. Trả cũng trả được vài chục rồi mà chưa trả hẳn luôn. Bữa đó trả lại được nhiêu, lãnh được nhiêu với tờ đó. 70 tờ số. Dữ gần trời. Hữu làm phước lắm. Hữu thương người cho mượn trang này. Bà này bà nói tao có tiền không biết thủ mà cho mượn hết trơn nữa. Mình đâu biết tại vì tao nói mượn giờ nữa rồi là đẩy mấy tháng trời. Thôi nói chung thì bây giờ người ta cũng đã trả rồi.